Chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, vào thứ tư tuần vừa qua, học viên lớp cao đẳng Phật học đã được cô Tâm Nhật giảng kinh Lăng Nghiêm Yếu Lược và thầy Quảng Hiếu giảng kinh Tăng Nhất A Hàm. Kính mời quý vị lắng nghe sơ lược nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học kinh Lăng Nghiêm Yếu Lược, cô Tâm Nhật phân tích, Phật đã chỉ tánh thấy không sinh không diệt. Trong hội chúng có vua Ba Tư Nặc thưa rằng, khi chưa được Phật chỉ dạy, vua nghe ngoại đạo nói sau khi chết thân này hư rã là niết bàn. Đến khi gặp Phật, tuy được học Pháp nhưng vẫn còn hồ nghi, không biết làm sao để chứng biết tánh không sinh diệt nơi tâm, nên thỉnh Phật chỉ dạy. Đấng Đại Bi Thế Tôn đã hỏi vua Ba Tư Nặc rằng, nhục thân của ông có như kim cương bất hoại hay cũng bị biến đổi, tan rã? Nhà vua đáp rằng, nhục thân này của ông rốt cuộc rồi cũng bị biến hoại. Phật lại hỏi, nhưng vua chưa diệt thì sao biết được thân này sẽ bị biến hoại? Nhà vua thưa rằng, khi còn trẻ da thịt tươi nhuận, đến khi trưởng thành khí huyết sung mãn, giờ thì tuổi đã già, sức khỏe ngày càng suy kiệt. Sự hoại diệt này không phải theo từng 10 năm, mà nó hoại từng năm, từng tháng, từng giờ, từng phút giây, thậm chí từng sát na mà ta không nhìn thấy được. Nên ông biết chắc rằng thân này sẽ bị biến hoại. Đức Phật lại bảo, do sự biến hóa âm thầm không dừng, nên Đại Vương biết thân này sẽ hoại diệt. Vậy ngay lúc nó hoại diệt, thì vua có biết trong thân ông có cái gì không hoại diệt không? Vua Ba Tư Nặc thưa rằng, ông không biết. Bây giờ Phật bảo, nay Như Lai sẽ chỉ cho ông tánh thấy không sinh diệt. Phật lại hỏi, khi vua thấy sông Hằng lần đầu tiên lúc mới 3 tuổi, lại thấy khi 13 tuổi và bây giờ đã già, tóc bạc, da nhăn, ông lại thấy sông Hằng, thì cái thấy đó như thế nào? Nhà vua đáp rằng, mặc dù tuổi ông có già, da ông có nhăn, cái thấy ấy quả là không khác. Thế Tôn khai thị, da mặt tuy nhăn nhưng cái thấy chưa từng bị nhăn. Cái bị nhăn thì thay đổi, cái không bị nhăn thì không thay đổi. Cái thay đổi thì phải hoại diệt, cái không thay đổi thì vốn không sanh diệt, thì nó không thể nào nhận chịu sự sinh tử của ông. Vậy sao ông còn dẫn lời ngoại đạo nói rằng thân này sau khi chết hoàn toàn mất hẳn? Cô giáo thọ thuật lại sự việc vua Ba Tư Nặc là vị cư sĩ tại gia thân cận với Đức Phật. Ông là cha của Thái tử Kỳ Đà. Trước khi gặp Phật, ông có tham vấn với ngoại đạo giáo chủ Mạc Già Lê. Nhân duyên ông đến với Phật là khi thấy trưởng giả cấp cô độc trải vàng mua khu vườn của Thái tử Kỳ Đà để cúng dường Phật. Vua tự nghĩ, các giáo chủ ngoại đạo lớn tuổi cũng tu khổ hạnh lâu năm mà cũng không đắc được pháp giải thoát. Vậy thì Sa Môn Cồ Đàm là vị tỳ kheo trẻ thì có pháp gì? Nghĩ vậy, vua Ba Tư Nặc tìm đến chỗ Phật, thoạt đầu với tâm cao khí ngạo, trước hương thất của Phật vua nói: Sa Môn Cồ Đàm còn trẻ thì có pháp gì để dạy chúng? Đức Phật trả lời rằng: Đừng coi thường đốm lửa nhỏ, con rồng nhỏ, vương tử nhỏ và tỳ kheo trẻ. Nhờ duyên hiếu kỳ, ông đến thưa hỏi và trở thành cư sĩ thân cận với Phật. Trong hội Lăng Nghiêm này, nghe Phật khai thị, nên ông và đại chúng rất vui mừng biết rằng chết không phải là hết và nhận biết rõ tánh thấy không sinh diệt. Vào giờ học kinh Tăng Nhất A Hàm, thầy Quảng Hiếu giảng Phẩm Con Một, bài kinh số 1. Thông thường, đa số người làm cha mẹ ở thế gian mong muốn những con của mình ăn học thành tài để có việc làm vững vàng, trở thành người hữu ích trong xã hội. Tuy sự mong ước đó có kết quả khác nhau, tùy theo điều kiện sinh sống của mỗi gia đình, tùy theo khả năng của những người con, nhưng tựu chung
vẫn là mong muốn tốt đẹp, thiện lành của các bậc làm cha mẹ. Huống chi, nếu chỉ là con một trong gia đình thì còn được giáo dục rất là đặc biệt. Khác với người thế gian, Đức Phật dạy rằng, ví như người mẹ có một người con duy nhất, trong lòng bà mẹ luôn chí tính, hằng nghĩ phải dạy dỗ làm sao để con mình trở thành người. Bây giờ, chư tỳ kheo không hiểu nghĩa này nên thỉnh Phật giảng giải. Thế Tôn dạy rằng, nếu người con là con trai sống tại gia, thì phải như gia chủ Chất Đa và Đồng Tử Tượng. Hai vị nam cư sĩ ấy là đệ tử tại gia của Đức Phật, đã chứng ngộ, sống có khuôn phép và mẫu mực. Gia chủ Chất Đa được Phật khen là đệ nhất thuyết pháp, đệ nhất biện tài trong hàng nam cư sĩ. Ông có khả năng giảng thuyết rộng ra những lời dạy ngắn gọn của Phật cho những ai đã được nghe mà không hiểu, hay chỉ hiểu mập mờ. Cư sĩ Đồng Tử Tượng là đệ nhất hành trì tứ nhiếp pháp, tức là bốn pháp đắc nhân tâm gồm: một, bố thí đúng theo tinh thần của người biết sử dụng vật chất đúng chỗ, đúng mức và đúng cách để cảm hóa người khác, lại phải khéo biết được và giúp đúng cái mà đối tượng kia cần, cũng thể hiện được tinh thần cách cho hơn của đem cho. Đối với pháp thí và vô quý thí cũng đồng nghĩa như vậy. 2. Ái ngữ là luôn nói lời nhẹ nhàng chân thật, có khả năng cảm hóa được lòng người. 3. Lợi hành, ông là người luôn nghĩ đến những điều lợi ích cho người khác. 4. Đồng sự, ông luôn sống hòa đồng, tôn trọng tôn ti trật tự, nhưng không phân biệt sang hèn khinh trọng đối với mọi người. Hơn thế nữa, nếu người con trai đó muốn xuất gia học đạo, thì phải như hai tỳ kheo Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Như chúng ta đã học, Ngài Xá Lợi Phất là bậc đệ nhất trí tuệ, Ngài Mục Kiền Liên là bậc thần thông đệ nhất. Cả hai Ngài là trưởng tràng trong tăng đoàn của Phật, sống đời xuất gia rất khuôn phép và mẫu mực, tu học chánh pháp, không tạo nghiệp phi pháp. Do vậy, Đức Phật dạy, nếu một người có tư tưởng nhiễm đắm, sẽ rơi vào ba đường ác, nên người tu phải chuyên tâm suy niệm, hãy đạt cho được cái chưa đạt, hãy thu hoạch điều gì chưa thu hoạch, hãy chứng điều chưa chứng, vì sức nặng của tính thí thật khó có thể tiêu được, khiến cho con người không đến được đạo. Nếu có sinh ý tưởng nhiễm đắm, thì hãy diệt ngay, như vậy mới mong đạt được những sự cần chứng đắc. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Tư, ngày 7 tháng 9 năm 2022, tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc sẽ có chương trình học như sau. Lớp chuyên khoa A Tỳ Đàm từ 5h45 đến 6h45 chiều, thầy Huyền Châu giảng A Tỳ Đạt Ma câu xá luận. Lớp cao đẳng từ 7h đến 9h tối sẽ học kinh Lăng Nghiêm Yếu Lược do cô Tâm Nhật giảng và kinh Tăng Nhất A Hàm qua lời giảng của thầy Quảng Hiếu. Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Đồng thời kính mong tất cả học viên đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng để thu thập kết quả tốt nhất, cũng như không phụ công sức quý báu mà quý giáo thọ đã dành cho chúng ta. Các học viên nhớ kiểm tra email vào mỗi ngày để biết chương trình học sắp tới, cũng như những thông báo cần thiết khác. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng tại lớp, cũng như các chương trình hoằng pháp khác, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi tại trang nhà Bồ Đề Phật Quốc .org. Mọi sự đóng góp và phát tâm tiến đố cho chương trình giảng dạy hoặc những thắc mắc về tu học, quý vị hãy liên lạc trực tiếp đến thầy Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.